Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì trước mặt mọi người đây là một cái dề nam cánh trắng phú quý nha mọi người. Đây là một cái cây giả hạt hoa mùi trắng, phải nói là thuộc vào hàng cực kỳ đắt tiền, hàng xa xỉ phẩm nha mọi người. Đó. Cây này thì nguyên củ dề nó thì trị giá rơi vào tầm cỡ 1 tỷ rưỡi nha. 1 tỷ rưỡi cho cái dề này. Và hiện tại thì hôm nay á, thì em có một số cái cây đây. Đây mọi người xem. Thằng này á, thì em không có bán mắt ngủ nha mọi người, nên là các bác chị chúng ta cũng không cần phải hỏi mua mắt ngủ đâu. Và em hôm nay thì em sẽ đăng bán lúa non của cái cây nam cánh trắng phú quý này. Thì cái cây nam cánh trắng phú quý hôm nay hiện nay á, là một cái mặt hoa cực kỳ hot luôn. Cây mới nở lại nha mọi người, cây mới nở lại, hoa rất là đẹp. Và trong tương lai thì em nghĩ là cái cây nam cánh trắng phú quý này giá nó sẽ còn lên cao rất là kinh khủng nữa. Rồi, và nam cánh trắng phú quý á, hiện tại thì có một số cây đây. Cái cây này thì đợt trước là cắt ra từ thân này mọi người. Đó, cắt từ thân này và làm ra được một số cái thân già đây. Thì sắp tới thì em nghĩ khả năng thì nó sẽ lên được khá là nhiều cây. Nên là hôm nay thì sẽ bắt đầu là nhận lúa non của cây nam cánh trắng phú quý. Bác nào chúng ta có nhu cầu muốn sưu tầm một trong số những cái mặt hoa năm cánh trắng, mũi trắng đắt tiền bậc nhất hiện nay ấy, và hoa cực kỳ đẹp này, thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em trên tiêu đề. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Bác nào mà ở gần thành phố Tâm thì có thể là tới vườn chơi tham quan rồi chúng ta tiến hành giao dịch luôn cũng được. Rồi, và đầu tiên thì đây, mời mọi người thứ nhất là chúng ta cùng ngắm cái cây mẹ. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, em sẽ báo giá cái cây lúa non cho mọi người nha. Đây, cái cây đây á, thì là một cái cây năm 2 nhé mọi người, mới năm 2 thôi, nên là mọi người thể thấy nè, từ cây năm nhất đây nè, cây nhất sang tới năm 2, mọi người thấy lên tốc độ, lên phát triển ghê không? Và làm kinh tế cực kỳ khủng luôn nha. Cây này nó lớn rất nhanh, lớn nhanh, làm kinh tế tốt. Cây mũi trắng, hàng đặc biệt nhé mọi người. Rồi, đây, năm cánh trắng phú quý, nó cũng được xếp ngang hàng với những cái cây mũi trắng, ví dụ như là bạch tuyết đồ mọi người. Một trong số những cây rất đắt tiền. Rồi, và hôm nay thì em sẽ nhận lúa non cây năm cánh trắng phú quý này, giá là 110 triệu nhé mọi người, 110 triệu cho một cây lúa non của cây năm cánh trắng phú quý. Và cái thời điểm giao cây thì sẽ rơi vào tầm cỡ tháng 5, tháng 6. Và cây lúc đó thì sẽ đạt được cái độ lớn rơi vào tầm cỡ 4, 5 hoặc 6 cm nha mọi người. Rễ khỏe sẽ giao cho mọi người. Và đặc biệt là cây đã cắt khúc ươm sẵn rồi đó, nên là bữa nào cây nó lên đó, thì rễ nó sẽ ra kiểu rễ tự nhiên rất là khỏe. Bác nào chúng ta muốn sưu tầm làm một cái chậu tương lai, là một cái chậu tiền tỷ đó, thì có thể là liên hệ ngay với em nha. Thì cái cây năm cánh trắng phú quý này thì mới nhiều bác mới tập chơi thì hơi bỡ ngỡ, chứ em nghĩ là nếu mà các bác anh chị nào chúng ta là dân sành lan đột biến, sân sưu tầm lan va lâu năm thì chắc nghĩ là cũng không xa lạ gì với cái tên cây năm cánh trắng phú quý này đâu. Rồi, cái đặc điểm thân lá của nó đây. Rồi, mời các bác anh chị cùng xem nha. Rồi, hôm trước có bác nào dặn đặt lúa non của cây năm cánh trắng phú quý này thì có thể liên hệ với em ngay nha. Rồi, năm trắng phú quý thì hiện nay thì chắc em nhận lúa non được tầm cỡ chục cây nha mọi người, tầm chục cây thôi. Để đảm bảo chăm lan tốt đầy đủ cây, giao cho các bác anh chị đúng hẹn nha. Thì bác nào chuyển khoản nhận cây trước, chuyển khoản đặt lúa non trước thì sẽ ưu tiên cây nào ra trước sẽ gửi trước nha mọi người. Bác nào chuyển sau thì chúng ta nhận sau, nó cứ theo thứ tự thôi. Rồi, em sẽ chen thêm cái mặt hoa năm cánh trắng phú quý vào cho mọi người xem nha. Hoa rất đẹp, đặc biệt là mới nở lại mọi người. Cái năm cánh trắng phú quý mới nở lại đẹp lắm, đẹp kinh khủng luôn. Mũi trắng tinh mà hai mắt cánh trắng bóc đẹp, rất là đẹp. Cây này thì trong tương lai sẽ rất là lên rất là khủng đây. Cái chậu này thì nó rơi vào tầm, cái giá của cái chậu này nè mọi người, thì hiện nay thì nó rơi vào tầm cỡ 1 tỷ rưỡi nha, 1 tỷ rưỡi cho chậu này. Đây mọi người thấy là cây phú quý làm kinh tế rất là ghê luôn. Đây mới năm 2 thôi mọi người, mới năm ngoái, năm nhất thì thấp thấp tí thôi, sang năm 2 nó đẻ nó hai thân, nó dài cả mét, là mọi người thấy làm kinh tế kinh khủng rồi nào. Rồi, rồi đây mọi người xem, này là
Bên em đã cắt ra ươm từ trước rồi, cách đây cũng phải gần 2 tháng rồi, nên là mọi người có thể thấy là hiện tại cây nè, thân nè rất khỏe, sẵn sàng bung nóc để lên kỳ rồi. Rồi, em báo giá lại lần nữa nhé mọi người. Nhận lúa non 5 cánh trắng Phú Quý giá 110 triệu và thời điểm giao kỳ sẽ rơi vào tầm cỡ tháng 5, tháng 6. Kỳ lúc đó sẽ đạt được độ dài tầm 4, 5 hoặc 6 cm nha. Và rễ khỏe sẽ giao. Nói chung cái này ươm tự nhiên nên là rất là khỏe. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Bác nào có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề. Mọi người liên hệ đại 0384 750258. Rồi, 5 cánh trắng Phú Quý, cây 5 cánh trắng mũi trắng cực kỳ nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.